đến Thanh Hóa xong tự dưng cảm thấy người ta bán cái quả này ở sân bay á. Bây giờ trên đấy có còn lúa không ạ? À? Hay là gặt hết rồi ạ? À, đang cấy lúa non mới rồi ạ? Như vậy là sau 2 tiếng trên xe từ sân bay Thanh Hóa đi về đến đây là đông Ngã Ba thì Ngã Ba Làng Tôm. Thì bọn mình đã rất may mắn tìm được hai anh chị đi cùng, là hai người mà sống ở đây và họ cũng chuẩn bị đi vào trong Phú Lương, nên họ sẽ đèo bọn mình vào đây. Và sau lưng mình không gian rất là thư giãn, có thể nghe được tiếng suối chảy, và đây là một cây mít. Nhà anh là ở dưới này luôn ạ. Đây là không gian bên trong. Trong phòng thì mình có trà, có cà phê và có nước lọc đây là Cảm ơn Trang nhá. Mình mới thay đồ xong và vừa bôi kem chống nắng và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị phi thân ngay lập tức ra bể bơi. Và nắng ở Pù Luông thì có vẻ như là khá là gay gắt và chói chang, nhưng mà cái bể này nó siêu mát luôn, nó kiểu như là đây là nước từ thiên nhiên, không phải là nước bơm nước máy, cũng không có mùi clo, mà là nước họ lấy từ những con suối đổ tràn xuống đây. Thì các bạn có thể thấy là ở phía đằng này có cái vòi và ở đằng này cũng có một cái vòi để lấy nước xuống. Hai các bạn lại là mình đây, và không biết là qua cái camera này thì các bạn có nhìn thấy được cái điều gì đặc biệt đang diễn ra ngay sau lưng của mình không nhá. Hy vọng là mình có thể bắt được khoảnh khắc này. Các bạn thân mến, và chúng ta đã chuẩn bị để bắt đầu ăn bữa tối ngày hôm nay. Đây là một ốc núi, trông con ốc to rất là to. Và kiểu mình ở Sài Gòn mình ăn ốc rất là nhiều á, nhưng mà lên đây là ở một vùng núi rất là cao, xong cũng có ốc, mà nó không phải là hải sản mà là ốc sống trong núi, nên là mình cảm thấy rất là hồi hộp và tò mò, không biết là nó có gì khác không. Như bao con ốc khác thì mà có vị của núi rừng này. Bây giờ là 5 giờ sáng ở trên Pù Luông và mình rất thích cái không khí buổi sáng sớm ở đây. Và mọi người có thể nghe thấy có một cái guồng nước nó đang xoay chuyển và những con gà đang gáy bên cạnh mình. Và đặc biệt thì buổi sáng sớm ở Tây Bắc ấy, nó hay có một cái kiểu khói khói bốc lên ở trên những cái nếp nhà để người ta nấu nướng ấy. Sau nó có một cái mùi kiểu thơm ơi là thơm ấy, mặc dù mình biết đây cũng không phải hẳn là khu vực Tây Bắc, nhưng đây là khu vực miền núi phía Bắc và nó có chung một cái kiểu cảnh quan như vậy. Thì mỗi lần đi đến những nơi này chắc chắn là chúng ta sẽ luôn muốn là phải enjoy từ những cái moment đầu tiên của buổi sáng cho đến khi kiểu chìm vào giấc ngủ. Thực sự là những cái ngày trải nghiệm vô cùng đáng giá. Các bạn thân mến, ngày hôm nay đã là ngày thứ hai của cuộc hành trình khám phá Pù Luông. Và ở phía sau lưng mình, mặc dù trời đang nắng chói chang không thể mở được mắt và ve đang kêu rất to, nhưng mà mọi người có thể nhìn thấy cái khung cảnh này thề luôn ấy, y chang ở Bali luôn á. Để quay cận hơn cho mọi người nhìn thấy nhá, cái ruộng bậc thang kiểu to, xong rồi đối diện đó là một cái ngọn đồi ấy.
Đây là con đường đi lên Phù Luông Retreat. Đây là cây quất hồng bì này mọi người ơi, rất là sai quả luôn á. Chưa, còn dài lắm kìa. Biết là đang đi đâu rồi, đi bao giờ mới hết rồi. Xin chào các bạn, tình hình là bọn mình đi xuống bản Kho Mường nhưng bọn mình đã đi lạc. Và bọn mình rất là may mắn là thấy nhà dân trên đường. Và cái con đường này nó quá khó đi, nó toàn sỏi đá nên bọn mình quyết định là lao vào nhà mọi người ở đây và nhờ mọi người đèo ngược trở lại lên cái bản đấy bọn mình không thể đi được. Và trong lúc chờ đợi thì bọn mình sẽ tham quan nhà của người dân ở đây nó sẽ như nào. Đây chính là một nhà sàn, các bạn có thể thấy là gà và chó ở đây sẽ chạy bên dưới. Còn bây giờ chúng ta cùng đi lên xem. Đây là bản Kho Mường nhìn từ trên cao xuống, trời đất ơi, má không tin vào mắt mình luôn á. Quá trời cá luôn này. Đây là dòng suối ở bản Kho Mường mà trời ơi, thực sự thì nó trong và tụi trẻ con nó bơi đùa ở đây thì nó gọi đây là cái hồ bơi của tụi nó. Mọi người nhìn này, trời ơi thích lắm 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 luôn á. Bơi giỏi thế, tập bơi ở đây. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt ở phía bên ngoài của hai Kho Mường và mọi người có thể thấy là khung cảnh hùng vĩ giống như là chúng ta đang xuất hiện trong khung cảnh một bộ phim nào đấy, có thể là tên du ký chẳng hạn. Và hãy cùng theo chương trình vào bên trong hang xem có cái gì đặc biệt nhất nhé. Mát dưới nó mát, thấy mát không? Đi gì nào nữa. Rất là rộng luôn á. Đây là cửa của hang. Ồn nó rất là vang, mình thử nó to lên nhá. Hello, có ai không? Và bọn mình đã chui được vào bên trong cái hang này. Nói chung là khá vất vả, khá là trơn các bạn. Và mình cũng đang hình dung là tháng 8 tới mình sẽ đi vào trong hang Tú Làn, không biết là nó còn như thế nào nữa. Nhưng mà ở đây thì nói chung là wow, một tí thôi mà khá là gian nan. Và mình sẽ đi xuống dưới xem nó có gì đặc biệt không nhá. Các bạn có thể thấy đây là một cái hang động rất lớn và rất là hoành tráng. Và mình cũng không hiểu là tại sao mọi người có thể bò xuống trên cái con đường ngay trước mặt mình đây. Mọi người đi xuống để mà mọi người đi thông sang cái không gian ở sâu bên trong kia. Và để chụp hình cho bên đấy ra. Các bạn thân mến, lúc này mình đang có mặt tại thác Hiêu và ở đây thì khung cảnh
thực sự là choáng ngợp, say đắm lòng người. Mình sẽ quay thử cho bạn xem một số phân cảnh lãng mạn, tình tứ tại đây nhé. Lãng mạn một mình á. Đến mà không ai có thể lường trước được thì nó quá to và nó quá nhanh. Rất may là bọn mình đã chơi về nhà và đang ngồi chill. Mà lúc cách đây chỉ khoảng một tiếng thôi, thời tiết vẫn còn rất là đẹp, trời vẫn còn xanh luôn á. Đó, thấy không? Các bạn thân mến, tối ngày hôm nay bọn mình đi ăn món vịt cổ lũ. Đây là món ăn đặc sản ở địa phương, tại vì là cổ lũ là tên của cái xã mà có cái loài vịt này. Không biết là hương vị nó như thế nào, chứ nữa mình sẽ ăn và mình sẽ thử review nhé. Một con vịt này có thể làm được một đĩa và thêm một bát canh măng như thế này nữa. Wow, ngoài ra thì có thêm một phần gỏi luôn. Thường ăn vịt thì mình sẽ chấm xì dầu rồi mình sẽ thử một miếng nhé. Miếng này đi, miếng đùi đi, hồi hộp đói dã man luôn, tại vì hôm nay đi quá nhiều. Xin lỗi các bạn, mình ăn không được đẹp lắm. Mình ăn lại. Mình ăn đến khi nào đẹp. Ngon. Ngon hả? Ừ. Ngon. Ừ. Thường người ta sẽ ăn gỏi trước, nhưng mà mình lao vào ăn vịt trước. Nhưng gỏi này không phải gỏi vịt, mà đây là gỏi gì? Gỏi hoa chuối đúng không? Chắc đúng, gỏi hoa chuối. Rất là ngon, xuất sắc. Xin chào các bạn. Ở đằng sau lưng mình là một hiện tượng thiên nhiên rất là kỳ thú, rất là lý tưởng để chiêm ngưỡng vào buổi sáng sớm. Và bây giờ là sáng sớm ngày thứ ba ở Pù Luông, thì mình có thể thấy là do là đêm qua có mưa lớn nên là hôm nay lại có mây nổi lên như thế này đây. Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại chợ Phố Đoàn. Và vào sáng Chủ nhật thì ở đây người ta sẽ có họp chợ, nên là hãy cùng vào xem là ở đây người ta sẽ bán cái gì vào buổi sáng Chủ nhật nhá. Ở đây có rất là nhiều chè. Cá chạch kìa đúng không? Con này con gì vậy? Cá chạch. Cá chạch. Cá chạch. Đây là phiên chợ quê buổi sáng sớm ngày Chủ nhật đó. Bánh này tên là bánh gì hả cô? Bánh này là bánh cả đó. Bánh cả, bánh cả. Ừ. Dạ. Để ăn thử một miếng này xem nó như nào. Chưa ăn bao giờ luôn á. Cái này chấm mắm hả cô? Ở đây mọi người có thể thấy là cô đang chiên bánh lên. Bánh cuốn. Trong miền Nam gọi là bánh ướt á. Cô chợ ngày nào nó cũng đông như này hay là Chủ nhật mới đông này cô? Ồ vậy hả? Vậy là tức là 2 ngày đấy cô mới ra đây bán bánh này thôi. À. Họp chợ từ mấy giờ tới mấy giờ cô? Vậy là từ giờ đến 9 giờ là cô bán hết chỗ này á hả? Ôi hay ha. Chỗ
này phải cả trăm cái, trăm cái. Bánh cô làm hả con? Làm đấy. Mochi mochi. Rồi. Đây chính là cái con ốc núi mà mình đã ăn ngay khi mà mình mới đến đây á. Con này con gì vậy ạ? Tằm. Tằm. À. Con cá to dễ sợ to. Ui giời ếch này. Con này mà nó nhảy ra chắc là rất sợ. Ăn mày, ăn mày. Con đi sao lại ra con thịt chuột này? Con này sao lớn lên thành con thịt chuột này? Con này về nấu kiểu gì vậy cô? Xào lên à? Rang lên. Wow, một tảng mật ong luôn. Vâng. Lần đầu tiên được thấy mật ong mà vắt theo kiểu như thế này luôn. Chú ốc núi này bao nhiêu một ký ạ? 65 ạ. Là nó sống trên núi. Mưa nó mới ra. Mưa nó mới ra. Mưa mới ra. Mưa không có đâu. Chỉ này chỉ mùa mưa mới có thôi. Hôm nọ ăn trong khách sạn rất ngon. Mà mình phải lên đấy mình mò từng con một được. Lên núi mình mò từng con. Mò đi soi. À đi soi. Soi ban đêm được nhiều. Soi ban đêm. Không ăn hết đâu của hai đứa mà chuẩn bị về Hà Nội rồi. Em lên xem á.